Trung Thanh Edo xin được trân trọng kính chào tất cả mọi người đã đến với Trung Thanh Edo và luôn luôn ủng hộ sử dụng những dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp tại Trung Thanh Edo. Thì ngày hôm nay thì mình tên là Thi, là nhân viên chính thức của Trung Thanh Edo. Thì ngày hôm qua Thi sẽ hướng dẫn tất cả mọi người chúng ta tạo một cái email chính thức là chủ sở hữu riêng của mình để chúng ta đăng nhập vào FPT Box, tránh những sự cố lỗi xảy ra. Và ngày hôm nay thì tiếp tục thì Thi sẽ hướng dẫn tất cả mọi người chúng ta đã có một email tạo xong thì chúng ta lại bước tiếp vào giai đoạn thứ hai, đó là chúng ta đăng nhập trực tiếp vào FPT Box bằng cách thông minh nhất mà chúng ta không cần nhập bằng thủ công giống như hồi xưa nha. Thì Thi sẽ mở cái FPT Box, mọi người cùng tiến hành mở lên nha. Thì mọi người nhớ là cái Gmail chúng ta đã tạo hôm qua nha, tạo trực tiếp trên thiết bị smartphone của mình, là điện thoại cảm ứng mọi người ha. Thì mọi người nhớ là lưu ý là mật khẩu của mình tạo Gmail hôm qua chúng ta phải ghi lên, hoặc là chúng ta lưu một cái nơi nào đó để tiện sau này chúng ta đăng nhập vào thiết bị FPT Box của mình hoặc là thiết bị Android khác, cho nó khỏi mất công xác thực tài khoản, hoặc là mình phải nhập lại tài khoản, nó mất thời gian của mọi người ha. Đó thì FPT Box đang khởi động vào, thì nó sẽ ra một cái giao diện thông thường mà mọi người thường thấy như sau ha. Thì mọi người sẽ tiếp tục vào cái phần cài đặt bên trong FPT Box nha mọi người. Nó hiện quảng cáo thì mình đích nó bỏ đi mọi người ha, đích nó bỏ. Đó, mọi người vào cái hình có bánh găng ở trên kế gần wifi mọi người ha. Thì mình click vào nó sẽ hiện vào đỏ, dấu chấm đỏ để chúng ta tiến hành vào cài đặt. Rồi vào giao diện cài đặt thì mọi người lưu ý vào mục thứ ba, đó là tài khoản và đăng nhập nha. Mọi người click vào đó, mình click vào đó để mình tiến hành đăng nhập. Rồi khi mà chúng ta click vào phần đăng nhập thì nó có hai cách đăng nhập ha. Mọi người lưu ý ha. Thứ nhất là dùng điện thoại hoặc máy tính, rồi nói là mình đăng nhập từ xa mình hướng dẫn sau. Còn cái thứ hai nữa là sử dụng điều khiển từ xa, là cái này Thi nói á, nãy á. Thì nó đăng nhập bằng thủ công, là có nghĩa mình sẽ click vào cho mọi người thấy ha. Chúng ta click vào đó thì chúng ta sẽ nhập vào những cái chữ số trên remote nó sẽ hiện lên đó. Mình bấm như vậy nó rất là lâu ha. Mình đăng nhập bằng thủ công rất lâu, mọi người quay lại và chúng ta dùng điện thoại hoặc máy tính. Cái này là cách thông minh nhất công nghệ 4.0. Khi mọi người đăng nhập vào thì nó sẽ hiện lên một cái 6 chữ số ha, hiện trên màn hình máy tính của mình. Nè, đây là 673732 ha. Rồi ok mọi người, chúng ta tiếp tục nhớ cái chữ số này. Chúng ta nhìn vào cái màn hình á, thì chúng ta sẽ mở cái thiết bị Android của mình lên. Cái trình duyệt hôm qua mọi người ha, trình duyệt hôm qua nè. Đó mọi người vào cái phần Google Chrome ha. Rồi ok, đó mọi người nhìn lại vào cái đít tay phải của trình duyệt Chrome á, nó có cái thông tin tài khoản của mình tạo hôm qua đó, mình vừa tạo ha. Mọi người đăng nhập vào Google, vẫn gõ vào địa chỉ Google và chúng mọi người gõ vào cái từ cho Thi là Android ha, Android khoảng cách setup, là có nghĩa là cài đặt Android á. Mọi người click vào đi, mình vào Google thì mình gõ từ từ theo Thi ha. Đó, Android setup ha, mọi người coi cho kỹ ha. Rồi ở trang đầu tiên mọi người click vào Android TV setup thì nó ra cho mình đăng nhập vào 6 ký tự mà hiện trên màn hình TV FPT Box nãy mọi người ha. Mọi người đăng nhập vào đó. Rồi 673732, đó nó sẽ click vào để xác thực tài khoản Gmail của mình. Đó, lập tức trên TV nó sẽ tiếp tục, trên thiết bị nó sẽ hiện như thế này. Đó, chúng ta lại vào cái phần điện thoại bấm vào long sign in ha, để nó đăng nhập vào TV đó. Nó đã đăng nhập thành công trên TV FPT Box của mình mà chúng ta không cần phải nhập bằng tay ha mọi người ha. Thủ công rất lâu mà mình nhập vào cách này á, nó sẽ không mất thời gian của tất cả chúng ta. Chúng ta đăng nhập nó sẽ nhanh hơn và hiện đại hơn, công nghệ 4.0 ha mọi người ha. Rồi ok, thì cũng xin tạm dừng video tại đây, cũng xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.